Xin chào các bác và ngày hôm nay thì Quang Lâm sẽ tiếp tục trên tay với các bác một chiếc đồng hồ đang giành được rất nhiều sự quan tâm của anh em chơi dòng Seiko. Đây là chiếc Seiko Prospect Diver dòng Skill 3 SBDC165 các bác nhé. Đây là một chiếc hàng mới và được Seiko mới ra mắt vào tháng 7 năm 2022. Và cách đây khoảng 1-2 tầm tuần thì Quang Lâm cũng đã về một chiếc và hôm nay thì em có về thêm một chiếc nữa. Và chiếc này với giá niêm yết khoảng... 148.500 yên là nó khoảng 27-28 triệu tiền Việt Nam đã bao gồm thuế hàng mới ra tháng 7 năm 2022 Quang Lâm xin mời các bác cùng em bóc hộp và trên tay chiếc này và chúng ta sẽ thấy là hộp của nó thì sẽ bao gồm một cái hộp bọc bên ngoài một cái hộp bên trong và quyển hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho dòng Diver 6R35 các bác nhé và đây là quyền sổ bảo hành quốc tế của Seiko dành cho chiếc này khi các bác mua chiếc này của đồng hồ Quang Lâm bên em sẽ kích hoạt bảo hành quốc tế cho các bác trong vòng 1 năm và bên cạnh đó là bảo hành 2 năm của đồng hồ Quang Lâm tại Việt Nam để các bác yên tâm sử dụng chiếc này các bác nhé đi kèm theo nó ở bên trong là các bác sẽ thấy có một cái hộp rất là xịn sò của Seiko. và đây là chiếc SPDC 165 hàng mới ra mắt vào tháng 7 năm 2022 vừa rồi đây là dòng uh, Seiko Prospect Nằm trong một cái chiến dịch là Save the Ocean Tức là chiến dịch cứu lấy đại dương xanh của Seiko phát động Và chiếc này của chúng ta là hàng mới các bác nhé Hàng rất đẹp Form dáng thiết kế của năm 1965 Ngày xưa mà vẫn còn giữ lại đến tận bây giờ luôn Chiếc này tên uh, chính xác và đầy đủ của nó là Seiko Prospect uh, SBDC165 Diver Skill các bác nhé SPDC 165 Thiết kế của chiếc này rất là trầm tĩnh Nhưng mà càng nhìn thì các bác sẽ lại thấy càng Thấy chiếc này nó rất là đẹp đấy ạ Chiếc này các bác sẽ có sai mặt đường kính là 40,5 nhé Và độ dày ở đây là Lắc tu lắc ở đây là 47,6 Với size 40,5 mà không tính núm này nó sẽ phù hợp với lại anh em có cổ tay tầm 16 trở lên là anh em đeo dòng này rất là đẹp 16 trở lên Đeo rất là đẹp luôn Và các bác có thể nhìn thấy một cái thiết kế nó rất là vintage cổ điển Đây là thiết kế nó vẫn giữ nguyên thiết kế năm 1965 của dòng đồng hồ dành cho thợ lặn của Seiko Đây là chiếc đầu tiên được Seiko sản xuất tung ra ngoài thị trường năm 65 của thế kỷ 20 vừa rồi. Và nó có form dáng như thế này và đến tận bây giờ thì Seiko vẫn giữ nguyên cái form dáng này mặc dù là trong quá trình đó đến nay họ đã cho ra mắt rất nhiều những cái sản phẩm mang tính đột phá trong dòng thợ lặn rồi. Thiết kế thì các bác cũng sẽ thấy là cái bộ kim cọc cũng vẫn rất là to bản và đính dạ quang ở trên các bác nhé. bộ kim cọc làm tương đối to bản và thiết kế của chiếc này nó thiết kế rất là tinh gọn và độc đáo mặc dù đây là một chiếc đồng hồ lặn bình thường đồng hồ lặn là nó phải to phải cồng kềnh phải thể thao nhưng mà đây là một thiết kế rất tối giản rất tinh giản và gọn gàng và mặt số được thể hiện cái dòng sông băng trắng lệ ở vùng nam cực các bác nhé chiếc này cũng đã từng được sản xuất Trước đây là một chiếc được sản xuất để phục vụ cho những nhà thám hiểm ở Nam Cực Và nó thể hiện cái mặt sông băng ở vùng cực Nam Trước đây thì Quang Lâm đã trên tay với các bác chiếc SBDC 169 Nó là dòng sông băng ở cực Bắc Thế còn chiếc SBDC 165 này là ở cực Nam ở à góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Seco, góc 3 giờ các bác sẽ có ô lịch ngày. Ở à xuống đến góc dưới này là chữ automatic chữ diver 200 mét nước. Japan 6R35. Vành benzene ở bên ngoài các bác sẽ thấy là vành benzene của chúng ta là xoay được theo một chiều. À hôm trước các bác hỏi là lý do tại sao vành benzene của đồng hồ thợ lặn lại chỉ xoay thường là chỉ xoay được một chiều thôi là bởi vì là khi mà các bác đeo những chiếc đồng hồ lặn các bác lặn xuống dưới sâu thì nhiều khi nếu mà nó xoay hai chiều thì nhiều khi các bác va đập vào đầu va chạm vào đầu thì nó sẽ bị lệch đi như thế này. Đấy, lúc đó cái thời gian tính giờ nó bị chặt đi. À, tính giờ nhầm mà nếu mà dầm tính giờ nhầm khi lặn rất nguy hiểm các bác sẽ không can khe được cái thời gian để chúng ta trồi lên để thoát các cái khí nitơ ra thì nên là rất là nguy hiểm cho nên là vành benzen của những chiếc đồng hồ lặn thường chỉ xoay được một chiều theo ngược chiều kim đồng hồ các bác còn về phần máy của chiếc này thì sử dụng bộ máy 6W35 với 24 chân kính 21.600 tần số dao động và 70 giờ tích cốt các bác nhé đầy đủ các chức năng phụ có chức năng lên cốt bằng tay và chức năng dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ. Và dòng này thì nó có độ sai số khoảng cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày các bác nhé. Đây ở đây nó niêm biết đầy đủ các thông số. Đâu rồi? Đây. 6 35 này, sai số cộng 25 giây trừ 15 giây mỗi ngày. Quá là chính xác. Tự động có cót tay có dừng kim dây. Thời gian tích chữ cót lớn nhất là 70 tiếng, 24 chân kính, 21.600 tần số dao động. Made in Japan. SBDC 165 Đây nó ghi nữa là Chống nước 200m nước này Kính sapphire, ca bự sapphire sự là kính sapphire hơi cong một chút Và được phủ chống lóa mặt trong Đây kính sapphire cong này các bạn này Đằng sau thì họ niêm yết đầy đủ cho chúng ta các thông số Diver watch này 200 mét nước, stainless steel theo không gì, sapphire, kính sapphire, rồi special edition phiên bản đặc biệt vừa mới ra mắt tháng 7 năm 2022 vừa rồi xong. Sau R35 và Japan. Ở đây vẫn còn một cái siêu màu xanh khi các bác bác vì các bác bóc ra nha các bác nhé. Và vỏ và dây thì các bác sẽ thấy là cái form dáng của chiếc này nó phải nói là rất đẹp. Nếu các bác hãy thử tưởng tượng chúng ta bỏ cái dây này đi. Bỏ cái dây kim loại này đi thì nó sẽ là như thế này. Rất là đẹp và cực kỳ phù hợp cho các bác sử dụng cả dây da nữa. Rất là phù hợp luôn. Và dây da và dây dù form dáng thì đều được làm bằng thép đúc đặc và hoàn thiện phay xước các bác nhé. Bên ngoài thì có phủ một lớp die của SECO. Lớp die này nó giống như một bộ áo giáp bảo vệ cho cái thân vỏ bằng thép không dì của SECO để chống oxy hóa, chống bị axit ăn mòn và chống bị sức giam hơn. và em sẽ đeo thử chiếc này trên cổ tay 16.5 để các bác cùng ướm. Đó, chiếc này cũng khá là đẹp và trên cổ tay em 16.5 là nó vừa khít đấy. Vừa đẹp luôn, 40,5, Vừa khít 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 luôn các bạn. Bác nào có cổ tay tầm 16 trở lên là các bác đã có thể sở hữu chiếc này một cách rất là phù hợp luôn ạ. Nó có một vẻ đẹp rất là trầm và cái vẻ đẹp này nó sẽ được lâu. Tức là các bác đeo nó lúc nào nó cũng như lúc nào thôi nó rất là trầm Đó. nào mà quan tâm chiếc này thì hiện tại quang lâm đang có một chiếc và Seiko đang niêm yết chiếc này với mức giá là 148.500 yên tức là khoảng 27 28 triệu giá niêm yết tại việt à, tại nhật thế còn bên đồng hồ quang lâm thì hiện tại bên em về chiếc này để review là với giá là 23 triệu 800 có chiết khấu rất là tốt của đại lý 23 ,800 triệu 800 Bác nào quan tâm chiếc này có thể liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm Với mã số của chiếc này là 3875 Và có thể liên hệ với bên em theo thông tin địa chỉ phía dưới video Hoặc truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com Ngoài ra thì các bác có thể alo trực tiếp cho bên em Theo số hotline là 0834 69 6699 Hoặc số 0915 559 883 Và đồng hồ Quang Lâm với phương châm là nói thật giá thấp Xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo